Dạ em chưa có mối tình nữa. Em chưa có mối tình nữa. Dạ thì cũng có nhắn tin qua lại thôi. Dạ em thấy không hợp á, với lại em cũng khi nhắn tin á em cảm thấy không được thoải mái chị. Em hơi nhút nhát đối với người lạ. Thì thường nhắn tin với người lạ sẽ làm em cảm thấy áp lực á chị. Nghe bạn gái mà chưa có kinh nghiệm trong tình yêu thì em thấy như thế nào? Dạ cũng có ưu và nhược điểm chị. Có ưu và nhược điểm, ưu là chỗ nào mà nhược là chỗ nào? Ưu điểm là có thể là dễ dụ. Có thể là dễ dụ. Nhược điểm là dạ em tên là Nguyễn Văn Thắng. Em quê Đắk Lắk. Em sinh ngày 14 tháng 4 năm 1993. Dạ. Còn hiện tại em đang ở làm việc ở quận 7 này. Vậy hả? Công việc mình đang làm là công việc gì nè? Dạ em làm nhân viên bảo trì tòa nhà xây dựng dân dụng gì. Xây dựng dân dụng. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Thắng? Điểm mạnh của em là siêng năng. Đó đúng rồi. Siêng năng cần cù là một đức tính rất là tốt. Dạ. Gì nữa? Tham gia các hoạt động thể thao và từ thiện. Như là chạy bộ, gây quỹ từ thiện. Wow. Dạ bóng chuyền hoặc là bơi lội cũng chơi được hết chị. Ngon lành ha. Rồi thế còn điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là nói diễn đạt chưa chuẩn, chưa để cho người khác hiểu. Rồi chào em gái. Rồi em giới thiệu đi, em tên gì? Em chào chị Cát Tường, em tên là Thúy Ái. Dạ em 27 tuổi, em đến từ Vĩnh Long, hiện tại em đang công tác và làm việc tại Sài Gòn. Mình công tác ở đâu Thúy Ái? Dạ em ở Nhà Bè chị. Mình làm công việc gì nè? Em nhân viên văn phòng. Dạ ba mẹ cũng dưới quê hết. Dạ ba mẹ dưới quê. Cái này là ở với ai? Lúc trước em ở với bạn và hiện tại em mới dọn ra ở riêng một mình. Lý do sao hồi đó ở với bạn giờ ở một mình? Dạ bạn em có bạn trai sắp về. Bạn em có bạn trai sắp về. Trời ơi, bạn nhỏ bạn phủ phàng nó bỏ mình phải không? Thì mình phải có bạn trai luôn ha. Dạ. Thôi nhìn thấy ta có bạn trai tuổi thân ha. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì thưa ai? Dạ điểm mạnh của em là em hiền, em cũng chăm chỉ. Điểm yếu của em là em hay quên ấy. Với lại em cũng hơi nóng tính. Rồi, nóng tính đó hả? Thường thì nóng tính là mình sẽ nóng về những cái công việc gì, nóng với ai? Nếu mà công việc đó mà không hợp ý em á thì em khó chịu á chị. Rồi hôm nay đăng ký tham gia chương trình là nhà ba mẹ đồ dưới quê có biết không? Dạ biết chị, ba mẹ làm giấy cho em đi luôn rồi chị. Ok hả? Dạ. Dạ được ủng hộ phải không? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu rồi, nhưng mình tâm sự một chút xíu về cái tình trường. Thì mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ cũng được một mối chị. Một mối. Mối đó làm sao, kéo dài được bao lâu Thắng? Gặp mặt liên tục nhưng mà kéo dài chỉ 4 tháng thôi chị. Sâu đậm. Gặp mặt liên tục mà kéo dài 4 tháng. Dạ. Là sao? Thời gian tiếp xúc nhiều nên là dễ khi biết hợp hay không hợp liền chị. Bạn nói với em cùng hướng đến là chúng ta chỉ là bạn bình thường. Cả hai cùng quyết định như vậy luôn sau 4 tháng ở bên nhau. Dạ. Sâu đậm lắm chưa? Cũng khá khá vậy. Trời ơi, mà ngọt ngào chia tay vậy đó hả? Đồng thuận chia tay luôn vậy đó hả? Dạ. Mình có rút ra được cái kinh nghiệm gì trong cái mối tình đó không? Vừa chữ duyên chúng ta cũng cố gắng thì mới tới được. Dạ. Duyên thôi mà còn có cái nợ với nhau đâu phải chuyện dễ đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Vợ tương lai như thế nào? Tìm bạn nữ thì cùng làm ở thành phố Hồ Chí Minh này. Quê thì nếu mà ở gần các tỉnh Tây Nguyên hoặc là cái tỉnh miền Trung thì càng tốt chị. Miền Tây không chịu hả? Miền Tây sợ bạn nhiều khi là không chịu lên núi hả? Dạ bạn không chịu. Mà em định lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh hay là em định về quê? Dạ em thì hiện tại trẻ còn dự định là đang còn ở đây chị. Sau này thì em chưa biết. Nói ra ở đâu đất thành lành thì chiếm đậu thôi. Sau này lấy vợ cũng vậy nữa. Mấy vợ mà vợ chồng sống ở thành phố mà ổn định công việc, sinh con đẻ cái cho nó học hành tiếp cận rồi ở thành phố thì còn ở lại. Còn thực sự đến lúc mà mình cảm thấy nó không tốt hay là thì mình lựa nơi nào tốt thì mình đi thôi. Dạ dạ chị nói đúng. Rồi còn em thì sao, tình trường mình như thế nào thế ai? Dạ em chưa có mối tình nữa. Em chưa có mối tình nữa. Trời đất ơi, dễ thương quá, sao chưa có mối tình nào cơ, lý do? Em cũng không biết, chứ tại là duyên em chưa tới gì. Có ai để ý mình không? Dạ thì cũng có nhắn tin qua lại thôi. Dạ em thấy không hợp á, với lại em cũng khi nhắn tin á em cảm thấy không được thoải mái gì. Em chưa thấy cảm giác thân thiết á, tại vì em hơi nhút nhát đối với người lạ. Thì thường á nhắn tin với người lạ sẽ làm em cảm thấy áp lực á chị. Em có từng thích ai chưa? Dạ cũng chưa chị. Cũng chưa chị. Chết rồi, trời ơi thiệt thòi quá à. Phải yêu, tuổi trẻ là phải yêu.
nha. Có tình yêu thì con người mình nó sẽ vui vẻ hơn, thoải mái hơn, yêu đời hơn. Tình yêu nó rất là đẹp, nó làm cho mình cảm thấy nhiều cái hay lắm. Thử đi nha. Chứ bây giờ không yêu là con người mình không yêu nè nha. Không có rồi lãng mạn nè, thấy không? Không có ước ác nè. Đôi lúc nhiều khi mà mày còn trẻ không sao nha. Em mới hai mấy không có gì nha, em còn trẻ nha. Bắt đầu mà cứ vậy hoài 30, 40, em thấy người ta nói những bà cô già khó tính không? Đó, già dẻ cũng nhăn nheo, tánh tình cũng khó chịu, cáu gắt. Cho nên là phải có tình yêu nha em nha. Muốn tìm một người như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn trai hiền, biết quan tâm, chia sẻ, biết thương em và thương tất cả mọi người. Là người chồng thì phải biết chăm sóc, lo lắng cho gia đình hai bên. Dạ, về ngoại hình thì em cũng không quan trọng lắm, chỉ cần là cao hơn em là được rồi chị. Vậy thôi, em cao mét mấy? Em cao mét 61. Rồi, em cao mét mấy? Dạ, mét 66. Trời ơi, thì cũng cao hơn được 5 phân rồi, ta mang dài lên là vừa. Nha. Rồi, tụi em có hình ảnh gì để đem theo không? Dạ có chị. Đâu, em có hình ảnh gì không? Hình ảnh là dạ, cũng có. Nè, rồi, lựa coi, cổ là ai trong đó? Đồng quá vậy, biết anh nào. Đây. Nhưng mà điện thoại được cái mình mở ra, mình xê dịch mình kiếm coi. Dạ. Yeah. Anh này. Anh đó phải không? Yeah. Cái anh núp núp này đã phải không? Dạ. Yeah. Giữ nguyên hiện trường đó chị coi đúng không? Bên nào? Dạ rồi, em chọn bạn này. Thấy bạn là đứng, cho dù đứng nhưng mà thấy tôi thấy tướng người thanh mảnh này chắc là cao như cao mét 61. Dạ. Em rồi. Nghĩ vậy. Để xem sự lựa chọn của hai bạn đúng hay không nhé. Cầm nha, cầm đo nha, so nha. Mở cửa trái tim. Chào bạn. Chào em. Em sai rồi. Em sai rồi là em bị phạt. Em đúng không? Dạ, em hình như là cũng đúng chị. Em đúng là em sai, em bị phạt. Đâu, ảnh là anh nào đâu, chỉ lại cho ảnh coi coi. Phải rồi. Cha rồi nhìn hình mà vẫn đoán sai phạt nữa. À, anh ngồi đằng trước. Đúng rồi, em ngồi đằng trước. Trời đất ơi. Rồi, thôi bây giờ tặng quà trước rồi phạt sau. Rồi rồi. Chào qua khung cửa này luôn. Rồi gửi em đây. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi. Em có cuốn quà gửi lại tặng anh. Vậy à? Dạ. Wow, cái gì đây? Đâu, cái gì? Cảm ơn em nha. Dạ. Xanh lá quá vậy, lấy ra chị Tường coi chứ coi. Khoe mọi người nữa nè. Hình như là một cây cảnh á, cây cảnh. Cái này cái gì vậy cưng? À, cái bonsai gì dạ, cái kim ngân á chị. Kim ngân, nó có ý nghĩa gì cưng? Dạ, em muốn gửi anh một lời chúc là chúc anh luôn thành công và may mắn. À, rồi, ok. Rồi, nhớ chồng cho nó kim ngân nha. Kim ngân, kim là vàng, ngân cũng là ngân khố là vàng đó. Ráng cho nó đơm hoa kết trái lên là tình yêu giàu có luôn đó. Dạ, ngày nào em cũng tưới nước. Rồi, bây giờ phạt cổ cái gì nè? Cổ đoán sai. Cầm đoán sai bình thường là được đi. Mà này nhìn rồi mà còn đoán sai nữa. Tí nữa nếu hết chương trình em bao anh ra ngoài uống nước, anh bao lại ăn gì đó. Trời ơi, được không? Dạ quá tốt. Quá tốt à, rồi. Bây giờ trước mắt cái đó là lát nữa ra ngoài. Bây giờ ngay chương trình thì Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một buổi ăn của chương trình đã chuẩn bị sẵn. Rồi mình trò chuyện với nhau nha, để mình hiểu nhau được nhiều hơn. Anh ở quận 7 hả? Anh làm quận 7 nhưng mà ở quận 4 em. Em cũng gần quận 7 á. À, em ở chỗ quận 7 đúng không em? Hay là ở bên Bình Chánh? Em ở đường Lê Văn Lương, hướng Nhà Bè. Em làm Nhà Bè. Anh chơi được thể thao phải không? À, cũng được em. Em cũng thích chơi thể thao nữa. Lúc đi học em cũng tham gia bóng đá, bóng chuyền. Lớp mà có chương trình có tổ chức là em lúc nào cũng tham gia. Tốt. Ở gia đình anh có đông anh chị em không anh? À, nhà gia đình ba anh em, anh cả rồi xong rồi đến em gái rồi xong rồi em trai. Mời em nha. Dạ. Chưa lên vậy là chưa lên Buôn Ma Thuột lần nào đúng không em? Dạ chưa. Nếu có cơ hội đi luôn Buôn Ma Thuột của Nha Trang luôn. Rồi em bóc đi. Bóc trước nha. Hai bạn suy nghĩ như thế nào về làm dâu và ở rể? Anh nghĩ cái đó cũng được, tùy vô điều kiện hoàn cảnh gia đình hai bên với lại suy nghĩ của người vợ với người chồng. Anh nghĩ thì cũng bây giờ ở rể hoặc là làm dâu thì cái đó cũng đều nên làm.
Em thì cũng không quan trọng làm dâu hay không anh, tùy hoàn cảnh. Vậy Đắk Lắk có xa quá không em? Em chưa đi nữa nhưng mà em nghĩ nó cũng chắc cũng hơi xa. Nhà gia đình ba mẹ khó không anh? À, bình thường lấy vợ hay như thế nào tùy anh thôi. Còn em mấy anh em? Dạ em có hai ạ. Em và em gái, em cũng là chị cả. Anh bóc thử lá thứ hai đi. Gọi bóc thử. Hai bạn suy nghĩ như thế nào về quan điểm sống thử trước hôn nhân? Đó là em không đồng ý quan điểm sống thử trước hôn nhân. Em muốn kết hôn. Chứ tại em thấy sống thử nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn anh. Giả sử như sau này lỡ mà không thành á thì bạn nữ lúc nào cũng thiệt thòi chứ anh. Đúng rồi. Thiệt thòi cho bạn nữ thì. Còn theo anh nghĩ thế nào anh? Anh nghĩ điều này cũng tùy thôi. Nếu mà thấy hai bên kiểu như là đã chuẩn bị sẵn sàng thì có thể sống thử trước hôn nhân được. Tại vì bây giờ mình thấy hợp với lại thấy nhiều cái thấy phù hợp. Gia đình hai bên không có suy nghĩ nào tiêu cực về cái này thì anh nghĩ là đó là được. Cũng không có gì cả. Nói chuyện nhỏ quá, tôi ở ngoài tôi rình tôi không nghe được gì hết trơn á. Nên tôi phải đi vô luôn á trời. Dạ rồi. Hồi ôi, không nghe được gì luôn á, hai người gù ghì dễ sợ luôn. Bí mật kìa. Làm sao chứ người ta chưa có tình yêu nha, chưa có tình trường luôn á. Nghe bạn gái mà chưa có kinh nghiệm trong tình yêu thì em thấy như thế nào? Dạ cũng có ưu và nhược điểm chị. Có ưu và nhược điểm, ưu là chỗ nào mà nhược là chỗ nào? Ưu điểm là có thể là dễ dụ. Có thể là dễ dụ. Nhược điểm là nhược điểm là nhiều khi mình phải tốn thời gian hơn. Dạ, công sức nữa. Nhưng mà nếu được cái là ngon lành. Dạ, được thì rất là tốt vậy. Trọn vẹn, đúng không? Dạ. Rồi, hôm nay là em đi với ai? Dạ, em đi với bạn em ạ. À, có bạn hả? Rồi mời bạn vô nha, vô bạn vô hỏi thăm vài câu nè, vô đây. Thưa chị. Rồi, đứng đây nha. Dạ. Em gái tên gì? Dạ, em tên My, là bạn của Ái. My, dạ. Chơi với Ái được bao lâu rồi My? Dạ, chắc trên 2 năm luôn rồi. 2 năm luôn rồi. Mình có hiểu về cái suy nghĩ, cái gu, cái cá tính, cái sở thích của Ái không? Em thấy gu của Ái hơi lạ. Ủa sao vậy? Gu sao lạ? Bởi vì em thấy có rất là nhiều người mà dạng như là cũng muốn có ý với Ái á. Mà thấy không biết Ái suy nghĩ sao nhưng mà thấy rất là kén chọn. Dạ, nên em nghĩ là chắc gu cũng đòi hỏi cao lắm. À, vậy có nào hỏi không, có trả lời không? Hỏi dạ. Ý là mày thích làm sao vậy đó? Dạ không, không trả lời. Rồi, dạ. Vậy thì hôm nay mình ngồi ở dưới với một cái nhìn khách quan. Dạ. Thì mình thấy là cặp đôi này như thế nào? Em nhận xét gì về anh này? Dạ thì nãy giờ ngồi ở dưới á, thì thông qua những gì mà nãy giờ em có nghe và anh chia sẻ á, thì em có nghe được ảnh là đi từ thiện. Thì em nghĩ là ảnh là một con người phải có bản tính tốt thì mới suy nghĩ đến những việc là sẽ đi từ thiện như thế nào đó. Thì nãy giờ hai người chỉ có tìm hiểu nói chuyện với nhau thì em nghĩ là Ái và anh á thì nên cho nhau một cơ hội để cùng tiến tới. Anh thì em cũng nghĩ là đang ở quận 7 mà Ái cũng đang ở quận 7 thì tiện rất ha. Là gần và rất là tiện lợi để cái gì mà hẹn hò phát triển. Có cái điều gì nãy giờ em ái ngại cặp đôi này không? Em nghĩ là chưa phù hợp không? Em nghe nãy giờ chứ chị đâu nghe gì đâu. Em vậy mà em nghe được là em hay á, chị không nghe hết trơn. Em còn cái thắc mắc là hồi nãy em có nghe là Ái á, thì ý định là sẽ muốn lập nghiệp tại Sài Gòn. Nhưng anh thì anh chưa có suy nghĩ là không biết là sau này sẽ là ở Sài Gòn hay là Đắk Lắk. Anh chưa nghĩ tới cái tương lai đó thì em cũng thắc mắc về cái vấn đề đó thì Anh thì anh trai dễ mà. Nói chung là anh nếu mà thấy điều kiện ở đây tiếp tục được thì anh sẽ ở đây. Còn không anh về nhà cũng được em. Nói chung là về quê thành phố Buôn Thuột thì cũng được em. Chứ cũng không có ràng buộc ở đây hoặc là gì kia đâu em. Có nghĩa là tùy tới đâu tính tới đó, tùy cái sự nghiệp không ai nói trước được. Nếu nó phát triển được ở đây thì ở đây. Nó không phát triển được thì về quê có rau không rau, có cháu không cháu ý vậy á. Đúng không? Phải không cưng? Dạ dạ phải thì từ từ tính. Rồi em có lời khuyên gì dành cho bạn mình ngày hôm nay không ạ? Thì em nghĩ là Ái nên mở lòng và cho mình một cái cơ hội để tìm hiểu một người nào đó. Vậy thôi ha. Dạ. Rồi thì cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Đó là ý kiến của bạn thân mình cũng tham khảo thêm để mình hiểu nhau nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ có chơi một cái trò chơi game. Ai đến với chương trình thì có cái game chơi cho nó vui. Rồi, trò chơi của chúng ta như sau. Hai bạn hãy nắm tay nhau, xong mình lấy cái trán để mình giữ chặt cái tờ giấy này, để mình cảm nhận được hơi thở, nhịp tim của nhau trong vòng 15 giây thông qua cái tờ giấy này. Biết sao có tờ giấy không? Tại Covid chứ. Giỡn thôi. Rồi, mời hai bạn đứng ra phía trước.
Rồi, trước tiên là mình nắm tay nhau đi nè. Nắm tay nhau để có cái luồng điện nó chạy qua nha. Rồi, giữ lại 15 giây. Giữ lại đúng không chị? Đúng rồi, 15 giây để cảm nhận. Rớt là làm lại từ đầu. Mỗi cái bước đi của tôi là một giây đó. Rồi, cảm ơn hai bạn. Rồi, sẵn tiện đang đứng đó mình nói luôn, cảm xúc ngày hôm nay gặp nhau như thế nào? Hôm nay em rất vui khi gặp được anh ạ. Rồi, anh cũng rất vui tới đây tham gia chương trình, được biết em. Sao mà nói mà không dám nhìn mặt em vậy? Sợ mà ngưỡng ngại rồi. Em có cảm nghĩ gì không? Em nghe tay anh ấm. À vậy hả? Dạ. Hình như tay em cũng hơi lạnh so với tay anh rồi. Trời ơi, ông này không nói chuyện, ông không nhìn mặt bạn gái tao, ông nhìn đâu qua ngoài này nè. Dạ. Nhìn thẳng cổ coi. Dạ. Thôi tới đây cũng có duyên rồi em. Nên là chúng ta cứ bấm nút hay như nào cho nhau cơ hội đi. Rồi để từ từ tính tiếp em. Dạ. Trời ơi, ta chưa có tình yêu mà cỡ rồi ha. Rồi, về vị trí đi hai bạn. Hôm nay cặp đôi này á, là tại sao chị cho cái thử thách mà nó có cái sự sát như vậy? Đó là chị cũng là thứ nhất là cũng là muốn giúp các bạn đó nha. Này là em lợi đó. Dạ. Không, có cái sự va chạm sát như vậy là sao? Để cho các bạn đo cảm xúc với lại cô chưa có bạn trai lần nào. Để cô coi thử coi cô tiếp cận với cái mùi đàn ông cô có dị ứng gì hay không? Hay là cô thấy ổn? Đó là chị cho phụ nữ mình kiểm tra, mình test cái như vậy đó. Chưa có kinh nghiệm, có gì không hiểu cứ nhắn tin hỏi chị Tường nha, chị Tường chỉ cho nha. Nhưng nhớ cái điều chị Tường dặn ngày hôm nay, cứ yêu đi khi có thể, yêu khi cho mà cái cơ hội cho phép. Tại vì người phụ nữ mình được quyền được yêu và được cái người khác phái nâng niu, chăm sóc, chiều chuộng. Mình có quyền nhõng nhẽo, không có quyền đòi đi chơi, đòi này đòi kia. Đó là đặc quyền của người phụ nữ. Mình cứ hưởng thụ những điều đó nha em nha. Rồi, bây giờ kết quả như thế nào đó là tùy các em thôi. Nhưng mà chị mong rằng là hai bạn cứ làm đúng với trái tim của mình mách bảo. Có sự rung động thì mình cứ bấm nút hẹn hò. Mình không có sự rung động thì mình có quyền từ chối. Nhưng mà đừng có bỏ lỡ cơ hội của mình, đừng ngần ngại gì cả. Mà em là phải là cái người chủ động. Dù gì thì ta cũng là phụ nữ mà người ta chưa có gì hết. Đúng không? Dạ rồi. Hiểu không? Dạ. Rồi, mời hai bạn đặt tay vô nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò, bấm mạnh. Không đồng ý, có quyền lấy tay ra. Nhá. Dạ. Nhắm mắt lại. 1 Em không đồng ý quan điểm sống thử trước hôn nhân. Em muốn kết hôn. Chứ tại em thấy sống thử nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn anh. Giả sử như sau này lỡ mà không thành nữa thì bạn nữ lúc nào cũng thiệt thòi chứ anh. Anh nghĩ điều này cũng tùy thôi. Nếu mà thấy hai bên kiểu như là đã chuẩn bị sẵn sàng thì có thể sống thử trước hôn nhân được. 2 Rồi tới đây cũng có duyên nè. Nên là chúng ta cứ bấm nút hay như nào cho nhau cơ hội đi. 3 Rồi qua bên đây, đứng qua đây với chị Tường. Nắm tay nhau nè. Rồi, cho anh nắm tay em. Bây giờ xin phép cổ nè, hôn một cái kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Em cho anh hôn một cái. Kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt, anh đã trao nụ cười. Khi nghe ngủ anh. Trời ơi, hôn mà nghe cái tiếng thở nó hít vô thơm không em? Thơm không? Dạ cũng có. Nhớ nha, hôm nay là em rất may mắn đã nắm chặt cái tay người ta rồi. Cố gắng, tương lai thì còn dài, chị không biết đi được đến đâu. Nhưng ít nhất thời gian hai người bên nhau thì em phải cho cổ một cái không gian đó là đẹp, một cái tình yêu đẹp, một cái gì đó nó lãng mạn, một sự tôn trọng, một sự yêu thương. Còn cái chuyện đời là nó còn dài lắm, tùy theo các bạn thôi. Nhưng mà ít nhất là em phải làm cho bạn ấy cảm thấy thoải mái và vui vẻ, một cái thời gian hạnh phúc bên em, được chưa? Dạ rồi, xin cảm ơn chương trình.